Rồi, thưa quý vị, hai anh em chúng tôi đang trên đường về Sài Gòn thì ghé một cái ngôi chùa rất là đẹp và trang nghiêm. Đó, đây là chùa gì em giới thiệu đi nha. Đây là chùa Tâm Thành ở Đồng Tháp mọi người. Cái vị trí của chùa thì ở gần cái khu Tràm Chim á. Nhắc tới miền Tây mà nó cái khu Tràm Chim thì mọi người cũng biết đó là cái khu mà rất là nhiều cái loài chim quý được bảo tồn tại đây. Đó thì ngôi chùa này nằm bên cạnh đây mà sẽ dĩ trên cái đường đi á mà cũ anh biết cho đây á, biết sao mọi người vô xin ăn nha. Anh kia chị đó ra dọn thẳng rồi dạ xin sư phụ một cái lẩu gì em dạ lẩu mắm chay nha lẩu mắm chay phải không dạ, phải không sao sẵn đây mình đi vô đây mình coi đi nha để em lấy việc cho bàn là hấp dẫn lắm luôn á, bình thường quán ăn chay khổ qua rồi. Sư phụ đã chuẩn bị sẵn không? Sư phụ chuẩn bị sẵn cho tại vì wow. Có mấy đứa này à, xin sổ trưa trẻ đó. Ủa cái này ổ qua cái mà nó sao nó lạ quá ha. Ổ qua rừng. Ổ qua đèo á. Dạ. Ổ qua đèo á. Ổ qua đèo. Ồ vậy hả? Dạng giống như ở đây nó có mấy trái mọc bờ rào nhỏ nhỏ ốm ốm sáng bông bí sao không đem xuống đây cào bông bí thôi à thiếu bông bí đây là bông bí đây đó là bông điên điển cào giá bông điên điển cào giá nha đây là những món miền Tây cái này là đây nè wow hết sảy nha đây là mắm chay đó nha nhìn thấy hấp dẫn ha rất ngon anh phải nhất là cái chao ngon lắm anh tí nữa anh ăn rồi anh sẽ hỏi anh về cảm kỹ liền ở đây là ăn là em không thích ăn đồ chay lắm nói thì là vậy nhưng mà xin ăn một sư phụ không nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó là thích bây giờ là mình ra ngoài chỗ nào cái chỗ là bể sen hả à nguyên cả một hồ sen luôn nguyên cả một hồ sen luôn em mới hỏi nếu mà bằng một bộ đồ có thêm 19 không À, quý hiếm quý hiếm dạ dạ cho nên là đi rồi giơ tay lên nhẹ nhàng không cóc nên mất cóc à chắc cóc đây hả rồi để em thử miếng coi cóc này còn có nó còn chưa trời không anh ăn cóc non rất là giòn mà nó chua mày. Cái cóc già là chua lé ngon quá à, anh Quốc ăn chua được không Quốc ăn chua ăn được anh thử một cái đi thử không ủa thế này là chị anh ăn này ấy mà xem á anh đây cóc chùa anh ăn đi anh ăn chị bá bình á mà cái hộp nó mềm xèo à mặt đâu khổ quá anh cắn một cái em quay ASRM cho anh nè anh ra rùa thuộc đi dạ vô nè rùa không nữa rùa rẫy gì không mềm vậy đó trời ơi cắn miếng lớn đi người ăn kì lắm mình wow ngon ngon vậy mày có đây ở đây có một cái cầu mà cái cầu này thì không phải là cầu khỉ nha cầu này nó là đó quý vị mọi người thấy đây là cái như là hồ sen ha đầu tiên mà đến đây này khá là thú vị wow đất rộng quá có cái nhà lan ngoài kia nữa nhà lan cái nhà trồng lan ha khu vực này rất rộng luôn sen anh có sen đẹp vậy trời ghế chỗ hạ đứng à vòng lớn quá chưa qua đây anh chưa qua đây anh ở đây nó có cái nước nó nằm trên lá sen luôn quý vị đọc không cái nước ở đây rất nhiều con này quá ha organic anh ở đây ở sư phụ trồng cái này mặc cái áo bà ba xuống để chụp hình đặc trưng của Đồng Tháp là sen hồng mà sen à, Huế thì nó là sen trắng rồi sen nó màu nó khác đúng rồi. Rồi bên kia có cái hoa lớn quá lớn à kia bên kia bự quá bự luôn
Đây đây anh gặp sư phụ kìa. Đó. Rồi có chào sư phụ cái này. Rồi chào sư phụ cái này. Ủa đây ăn chưa thấy sư phụ. Chứa rồi nhưng mà hơi giống nhạt. Giới thiệu sư phụ đi cho quý vị đây, đây. Nhìn thấy rồi. Giới thiệu với quý vị khán giả của kênh Quốc Võ. Đây là sư phụ. Sư phụ quý, sư phụ thì là thích thường người. Quý. Dạ, đứng nghe lời giao mà phải kêu chứ sư phụ nó nặng nề quá vậy. À, đơn giản thôi. Chỉ giới thiệu cái chữ sư phụ mình nghe nó em giới thiệu nó lại cho nó nghiêm. Ủa giờ con phải kêu sao? Làm lại kêu bình thường lại cho bình thường trang chút xíu. Không cần không cần phải bóp cái miệng của mình nó khó khăn như vậy. Quá thì không. Giới thiệu lại sư phụ. Giới thiệu với mọi người nha. Đây. Sư phụ. Làm ghê quá. Làm ghê quá. Lần nữa nha. Mãi vô là sư phụ cười nha. Không, không, mình đang cười đi chứ. Mà tại làm mình thế giới mình mắc cười. Rồi, vô lại vô. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Sư phụ thích thiền quý. Đơn giản. Sư phụ thích thiền quý. Thầy thích thiền quý. Chào tất cả mọi người. Dạ. Em là thiền quý ở tại mảnh đất Tam Đông. Như vậy thì cái chùa của mình là bắt đầu ra đời từ năm mấy hả thầy ha? À, chùa này thầy về đây là năm 2000. Năm 2000. Và xin phép xây dựng này kia thì bắt đầu 2004. Dạ. Và ngôi chùa này xây dựng mới trên đất mới. Dạ. Thầy là người đứng ra để xin phép xây dựng chứ trước đây là chưa có một vị nào đặt chân mảnh đất này để làm cả. Dạ. Con nghe nói rằng là chùa của mình cũng có nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi đó. Thì hiện tại bây giờ là gồm có bao nhiêu em và từ mấy tuổi tới mấy tuổi thầy? Nói chung thì chùa nuôi mấy chú tiểu thôi, có duyên đến chùa. Dạ. Hiện tại bây giờ còn được 3-4 em mà 3-4 tuổi thôi. Còn những đứa lớn học lớp 7-8 hết rồi. Dạ. Thầy kể cái duyên khi nào tụi nó tới chùa, lý do sao thầy? Ủa thôi cái duyên biết bao nhiêu duyên. Không, cái duyên gần nhất đi. Cái duyên gần nhất là thầy gần nhất đi. Dạ. Duyên gần nhất thì người ta đẻ người ta bỏ ở tại bệnh viện. Yeah. Rồi bác sĩ thì thân quen với mình trong những mùa dịch mình tới luôn, bác sĩ biết thì họ cứ điện báo mình thì mình cứ nhận về thôi. Rồi mình cũng thông báo đến đài truyền hình một tháng để rồi không có người thân để nhận thì mình làm thủ tục luôn nhận nuôi. Còn những đứa em khác thì có những đứa bỏ rơi trong trong thao, bỏ ở chợ, bỏ trong thùng rác ví dụ như đó. Mình nhận về mình nuôi, bà con người ta giao đâu mình nuôi đó như thế. Nói chung những đứa này mình không xác định được người thân nguồn gốc. Như vậy thì vấn đề là làm về giấy khai sinh hoặc chứng sinh của tụi nhỏ thì mình làm rất đơn giản. Bởi vì là chỉ thầy tiếp thầy tiếp thầy thường quay là đẹp sư phụ bao đẹp sao thầy đó thì cái vấn đề về làm giấy khai sinh chứng sinh thì cho trẻ mà thì theo thầy nói thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Như vậy thì cái vấn đề về họ tên cha mẹ thì mình để trống hay là thế nào? Không, bắt buộc phải có mình phải đặt cho nó. Ví dụ như thầy đây thì lấy cái họ của thầy. Vậy hả? Phải đặt cho nó có một cái tên rõ ràng. Dạ. Nó như vậy đó. Để rồi sau này nó lớn lên có cái tên của họ. Nhưng mà những đứa trẻ này thì lấy cái giấy khai sinh, cái ngày sinh tháng đẻ lấy theo cái ngày làm giấy. Có thể mình lấy luôn. Như vậy là thầy để là người giám hộ là tên của thầy và cái họ thì họ của thầy luôn và đặt tên chứ không có để cha mẹ gì hết ha. Tức là mình đâu có biết, mình đâu biết đâu đúng không? Biết cha mẹ. Nhưng mà ai cũng thế, ví dụ người nuôi dưỡng thì được đặt tên, đặt tên gì đó cũng được. Nhưng mà đặt cho có cái tên. Thủ tục mà nhận trẻ bỏ rơi rất đơn giản, mà thủ tục làm sinh con nuôi thì nó mới phức tạp. Phức tạp hơn. Dạ, cảm ơn thầy nhiều ha. Hôm nay bánh em đi tham quan bãi xe, bãi xe, bãi xe. Các con còn cộng xác. Thầy được trình tâm mọi người con kể chứ con sống tức thà vậy. Dạ, thì thưa quý vị thì đó mình cũng đã lần đầu tiên ghé thăm cái chùa này. Và thì bây giờ mời quý vị hãy cùng tham quan một số những cái cảnh đẹp ở xung quanh chùa. Đặc biệt rằng là ở đây trồng cây cối rất là nhiều quý vị. Có mấy cái cây này vợ cũng không biết cây gì đây, lan hay là cái gì đây nè. Nhiều chậu có thể là thầy trồng để kinh doanh hay là như thế nào đó. Đây là vườn lan của thầy, ở trên có cái nhà mát. Đó. Bình thường là thầy có thả mấy con chim chích cò á, như con gà nước vậy đó, nó đi lang bang trong đây nè. Mà sao hôm nay không thấy con nào đó. Đây là cái nhà mát của thầy để nghỉ trưa.
đang xây cất. Phải, cái này là mùa dịch năm ngoái thầy đi phòng chống dịch về thì là cái cây nơi thầy ở đây. Ồ, ở đây luôn hả thầy? Ừ. Không phải, tức là thầy về thì phải sợ rồi với mọi người tình ra thầy cách ly. Yeah. Năm ngoái thì làm thì ở đây thôi, chứ còn bây giờ thì đâu còn cách ly nữa. Năm rồi thì ở, tức là thầy đi mà chở F0 thôi mà. À, anh Quốc, anh có muốn tìm hiểu về cái công tác mà hỗ trợ phòng chống dịch không? Thầy là một trong những người hoạt động rất là hiệu quả khu vực này. Ở khu vực này có bệnh hay là chở toàn bộ các bệnh nhân F0? Ồ, thầy chở luôn. Thầy chở, trực tiếp thầy chở, và thầy cũng là người mà trực tiếp nuôi cơm cho các y bác sĩ và kể cả các khu cách ly. Dạ. Là chùa nó cơm trong khu vực này ha. Dạ, trong khu vực này. Dạ. Như vậy thì lúc đó họ có cái cần thiết mà đi trong bệnh viện thì thầy họ loi thầy. Không, nó có một cái ekip nó liên kết với nhau hết, từ trung tâm y tế, ủy ban phường xã cho đến các trạm y tế. Là họ thống kê người nào bị nhiễm như sao, đang ở đâu rồi thầy. Vì lúc đó không có người đi, cũng không thể người nào tiếp mình được, mà mình phải đến tận đó để mình lấy danh sách từ trung tâm y tế. Trung tâm y tế mới sàng lọc bệnh. Sàng lọc bệnh qua lời nói thôi, ví dụ như ai bị tiểu đường, ai bị huyết áp, những người có bệnh tiền sử thì thầy sẽ đưa về, ví dụ đưa về ở dưới tỉnh đó, nó có 5-6 khu mà tiếp nhận bệnh nhân F0. Yeah. Nhưng mà có những khu là tiếp nhận bệnh nhân không có tiền sử bệnh. Yeah. Rồi có một nơi nhận về có tiền sử bệnh, tức là mình phải phân loại theo đó, rồi nơi nào ở dưới đấy tiếp nhận mình đây mình mới nhận cái người bệnh đưa theo cái tuyến đó. Cũng hay ha, cũng mong rồi, coi như là cũng cái mùa dịch đã qua rồi ha, nó đã đỡ phần nào rồi. Năm rồi mà những ngày này nè là rất là cực. Quá cực đi chứ ha. Quá cực luôn. Suốt ngày trong mình có bộ đồ trắng mà ôm mà chịu, mồ hôi ướt đẫm. Ôi chua, cung cấp rau củ quả đi suốt mà mang lên Sài Gòn lên đi cũng đem đi phân các nơi mà không vận chuyển được. Thành ra cái duyên đâu rồi tới đâu mình làm đó. Thành ra cái này là cái năm rồi thầy đi về, coi như thầy tạm gọi là khu cách ly của thầy. Yeah. Đi về xong rồi không tiếp xúc với ai, ra đây nghỉ ngơi, tắm rửa và ngủ nghe ở đây. Thế rồi đến giờ là cứ đi, thành ra không tiếp xúc với những người khác. Vì lúc đó mình chưa nắm được cái quy trình đi của cái chủng Delta. Lúc đó nó phát tán lên mình chưa nắm được. Thành ra mình rất là sợ, thành ra mình cẩn thận. À, lúc đó thì cắt cái này lên là để tạm ở như vậy đó. Đa xung quanh này vậy đó, mấy em tưởng được thầy ở khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, nhưng mà thiệt là dưỡng thiệt. Cũng như con giống. Thì khác cái là mũi nhiều thôi. Bây giờ tối cho mũi dữ luôn ha. Yeah. Rồi phải chống mũi cách nào? Không, mình chăn mùng. Chăn mùng. Đây là đại đệ tử của thầy. Sắp mất chức rồi. Anh có yêu phát biểu ý kiến gì không? Dạ chưa anh. Ông sư phụ là trụ trì, nó là bảo trì. Bảo trì. Nó đang trong giai đoạn bảo trì. Đây quý vị, nãy giờ Quốc Hội cũng ăn được một mớ những cái hạt sen nè. Ăn đầu ăn luôn hả? Dạ, hạt đầu ăn là hạt sen tươi. Thì cũng bắt chước với anh em là ăn cái này, tại vì hồi xưa giờ ăn hộp sen khô không à. Nhưng mà lần đầu tiên thì về thăm chùa thăm thầy đó, thì thầy mới hái cho một cái bẻ tại chỗ làm tại chỗ ăn thử ha. Đó thì nghe nói rằng cái sen tươi thì nó ngọt lắm, với lại ăn vô nó cũng trị nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh ho, không biết ăn vô hết ho không. Và ở trong này nó có một cái tim sen đúng không? Mà cái tim sen này nếu mà để lâu nó bị đắng phải không? Nó già nó sẽ đắng. Nhưng mà thường thường là thuốc đắng đa tật, cái gì đắng là nó tốt đúng không? Cho nên là mình cho luôn. Wow. Ngọt ngon. Ăn thiệt ơi. Đó. Quý vị nào mà có dịp đừng có bỏ về về chùa đó. Mình ghé đây mình thăm. Được thưởng thức những món ăn. Món chay đồng quê nghe, cây nhà lá đồng quê. Quê qua để chỉ hướng dẫn bông súng mà chỉ đến trường. Dạ, nãy quay rồi thầy, chút nữa sôi sôi lên con quay tiếp. Đó, đó thấy không? Hạt sen tươi nè. Không? Đó, từ từ mình đưa lên bỏ vô miệng. Nhai chậm chậm tận hưởng. Ngon.
ngoài ra còn có cái cây. Thì đi xung quanh chùa thấy ổi rất là nhiều, ở đây trồng ổi nhiều lắm. Xin thay thầy cho con biết nha. Dạ, ổi rất là ngon. Dạ, ổi ngọt lắm. Thử miếng ổi được rồi. Cái này có muối. Anh thôi anh bỏ cái hạt ra nha. Chứ đâu có dám ăn hạt đâu không? Hạt nó ngon. Nó nhiều. Ngọt quá. Rất ngọt luôn. Mà đúng không? Nói đúng không? Không. Không. Đâu liên quan gì hột ổi đâu. Sợ vô nó vô cái họng ấy. Ngon quá. Muối ngon. Muối ngon quá. Dừa cũng bẻ xuống chặt uống liền là ngon. Ở đây đâu sợ đói được ha. Đồ ăn đủ này đầy đủ ăn. Anh rất thích về đây. Dạ. Vợ cũng gần. Mà chị Giao thì không thích về đây. Chị Giao chỉ về đây thời gian chỉ bị tăng cân. Nói chung giới nữ không thích về đây. Vì về đây nó cứ tối ngày cứ lạc xẹt ăn riết à. Nói chung về sư phụ là chỉ có relax thôi. Thư giãn không? Chính gọi chị Giao rồi chưa thấy đó. Chút xíu nữa sẽ cho quý vị xem thử những món ăn mình ở đây. Dở dạ, lên rồi đó anh Quân. Ngon quá, bắt đầu đã sôi lên rồi đó. Hấp dẫn quá. Rất là nhiều món. Đây, đây món chính là món lẩu có hương vị mắm nha. Thì còn ở đây không có miếng mắm nữa, nhưng mà nguyên liệu chính là nấu bằng tương, rồi bằng chao, bằng đậu hũ, bằng mướp. Nhưng mà vẫn nghe được mùi mắm hay á hả? Dạ. Củ qua đèo nè. Kế bên là món kho này, chay. Món này là chả chay kho với nấm. Kế bên là bông điên điển xào với lại giá. Kế bên là ba chén chấm gồm có chao nè, muối ớt nè, rồi xong rồi nước tương nè. Còn đây là món khổ qua đèo. Thì cái trái khổ qua nó nhỏ nhỏ thôi nha. Ăn cái vị nó đắng, nhưng mà trước đắng rồi sau ngọt, mà ăn rất là mát. Rồi còn bên đây là heo nèo. Rồi xong rồi con súng xào với lại rau muống. Không phải đâu, tại trụng gấp ra đó. Còn đây nè, bún điển với xào nè. Rồi đó, một cái bàn tiệc mà sư phụ gọi là đón khách phương xa. Lâu lâu xuống ăn ké bữa thì được ha sư phụ ha. Ngày nào cũng vậy mà. Chứ ngày nào cũng vậy là cửa chùa sẽ đóng đó. Ủa chứ có đâu, cây nhà lá chùa đây. Đâu anh nằm ở đây bể chứ đây ăn. Chứ mình đâu có đi mua ở đâu rồi sợ tốn kém. Đúng rồi. Vậy thôi con cắt hộ khẩu xuống đây luôn nha thầy. Đó. Được mà, nãy thầy có nói rồi. Nhưng mà chứ phụ nữ thì hơi không chịu thôi. Các phụ nữ họ không chịu ở chùa bị cái ăn vặt tối ngày lên căn. Đây đồng dao với lại anh biết mấy cây rau này không? Có loại rau thường không? Loại rau này ăn ngon lắm á. Rau này là rau bùn ngót nè. Bùn ngót thì biết. Dạ. Rồi cái cây này cái đây. Cái ngò gai. Ngò gai biết luôn. Từ đó. Đây là những loại rau thông thường mình không á. Rau lan này kia đó là những loại rau bình thường ăn luôn. Dạ. Mấy anh đợi của sư phụ ra đây tưới mỗi ngày nè nên nó tốt không? Không có, thường lâu lâu cũng tưới để nó tưới nha. Nói vậy không được. Cái này cứ phải trồng lần hồi từng năm hoa tự nó lên rồi. Tự nó lên. Đó rau má nó đòi nhiều lắm. Còn mấy cây ở trong vườn là mình cũng mới mình phải có người trồng cho mình. À trái này trái gì chị? Đó mới ra hái nãy chưa chị giao hái trên hũ hoa tây đó. Hoa tây. Dạ. À, nãy em có thấy mà em. Nhưng mà ăn kiểu sao, bỏ lẩu ăn hả? Bỏ lẩu hay ăn là được, xào ăn cũng được. Sao? À. Nó khác khổ qua mình sao chị ha? Thì ăn biết à, đừng hỏi. Nó không có đắng. Đúng à. Hồi nãy kêu nè, để chị giao kêu dâu cho bé bẻ nó nè. Cái trái con qua cho nó sẽ không chị. À. Cho con đi. Không cái này lắm. Ủa không ăn. Củ qua lại sư phụ cho. Củ qua tây. Bây giờ gọt trái nữa. Củ qua tây nữa sư phụ. À? Cái này xào đúng không sư phụ? Con ăn giống như mướp á. Nhìn thấy lạ. Làm liền đi. Ngồi làm quả liền. Để em gọt để dạ, dạ. Cảm ơn chị. Cái vườn của mình là thầy, cái vườn của mình là rộng khoảng bao nhiêu mét vuông hả? Khoảng 6 mét vuông. Rồi mọi người nhập tiệc.
Vô. 8.000 mét vuông là từ cái khu vực dừa này. Từ một khoảng 600 mét vuông trồng dừa. Cái khu này là từ nè. Dạ. Từ cái mí hầm đi ra là 6.000 mét vuông. Còn nếu mà tính tổng diện tích của cả. Tổng diện tích là 16.000. Ừ. Trời ơi. Rộng quá. Không lô bánh nệm nhưng mà tính ra chưa phụ hơn con. Không lô bánh nệm. Tại vì hồi xưa đây là đất vườn này ha. Chỗ chúng ta đang đứng đây là cái này là đổ này. Đây là vùng lũ. Nước nó ngập, thường thường là ngập khoảng 3 mét nước ở tại đây nè. Dạ. Thì đã khép kín đây bao rồi. À, hồi xưa là rốn lũ nữa. Con nghe 3 mét cái con buồn. Ngày xưa năm 2001, lần này về vùng này cứu trợ nè. Lũ dữ lắm cho nên mới có cái duyên biết là vùng này không có chùa. Cho nên mới trở về đây mà muốn làm cái chùa ở tại như này. Cái ngày xưa là mảnh đất này cũng chưa từng biết. À, rồi cái duyên mà mình đi về vùng này cứu trợ, mình ra mới thấy là nơi này không có chùa, mình mới về làm chùa. Vậy là hồi xưa cứ rổ rổ đây có trồng cây được gì đến đây không? Thầy thuộc giáo hội Phật giáo thôi. Sư phụ là bên gọi là đừng có bên gì hết trơn á. Dạ. Chỉ biết chuyện đó được rồi, đừng có hỏi. Dạ. Yeah. Dạ. Nói nhiều quá lấy móng lại. Mọi sự là lấy móng lại. Mọi sự lên Google rồi đừng có hỏi chức vụ gì. Cái chức vụ mà tự họ đặt cho mình một ghế này ghế nọ. Một bữa cơm chay. Mục đích tôi đặt cho anh cái ghế là tôi sai anh đấy. Đúng không? Tôi phong cho anh một cái chức là tôi đã trồng cho anh một cái cùm cái gông. Đóng cho anh một cái khung liền, anh phải hoạt động trong cái khung khổ đó. Đúng chưa? Nhưng bây giờ cắt bỏ cái đó đi, mình tháo cái khung đó đi. Thì mình được tự do. Cái đường giao thì ưa đóng khung cho thầy. Thầy không chịu đó. Bởi vậy bị thầy la miết à. Buồn. Nó đè ngược này. Anh bé mà bị la quá. Bé là ông Minh Hạ đang làm gì đây? Dạ đang quay đồ chay. Nhẹ nhàng. Sư phụ, con không nhỏ được, sư phụ. Đúng rồi, đó là chay dặn rất là nhiều món như thế này giữa một cái khung cảnh. Anh cũng chay dưới những tán dừa mát, thích không? Đủ nước dừa nữa. Trời ơi, thật là tuyệt vời. Mình ăn thôi anh Trường ơi. Rồi thưa quý vị, sau khi mà đoàn chúng tôi đã được thầy Thích Thiện Quý đãi một cái buổi cơm chay rất là ngon, thì bây giờ là thầy cũng có đem ra một cái bình trà, nó nằm trong cái dừa khô như thế này quý vị, rất đẹp luôn. Và cái bình trà này đặc biệt là nó giữ nóng hay lắm, hồi nãy giờ đem ra đây rồi mà vẫn còn rất nóng, đúng không? À, nóng ghê ha. Đó thì được dùng cơm rồi được ăn trái cây rồi được bây giờ được uống trà nữa thì quá tuyệt vời. Thì bây giờ quốc bỏ sẽ rót trà ra mời cả nhà mình. Dạ, nó cái cô chụp cho chuối đó chứ, wow, thật đã sấy luôn. À, cái như là chuối nấu. Chuối nấu, chuối sáp. Chuối sáp, ngon. Thôi, chút xíu nữa anh em. Con xin lên xe, được không? Dạ. Được hai cô hả? Nếu nấu nữa, để nấu bỏ lên xe. Dạ, cô nấu cho con chừng 3 lần giống vậy nữa ha. Rồi cô nhiệt tình lắm á. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Bây giờ mình sẽ rót trà ha. Đó, sư phụ ra luôn rồi, mời thầy uống trà luôn. Sư phụ ngồi gần anh đi. Đây. Sư phụ ngồi đây. Mời sư phụ ngồi đây. Thầy giải giác đây, ngồi đây. 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 Đừng có chuyện bản khác gì. Thầy ngồi đây thầy. Ra, sư phụ ngồi đây. Để con ngồi sâu chờ. Đó. Đấy là cổ 19 năm rồi, gắt áo là không được đâu á. Chưa. Thì giờ xích vô tí xíu gì vậy? Không. Giờ xíu cho. Dạ. Cái khung hình. Cái này là nhảy dây. Nữ nam bảy năm đây, lại cầm lại. Anh xích vô. Không. Dạ. Bảy luôn. Đổi năm. Đây, quốc anh thẩm định. Đây là cái loại trầm này là gọi là trầm thiên nhiên, thì quý vị trầm thiên nhiên ha. Đó, mình nhìn thấy cái màu sắc này thì nói chung là cũng là một loại trong những loại trầm tốt,
Mà nó tốt nhất ở cái chỗ là được thầy đeo cái sâu chuỗi này là cách đây cũng là gần 7-8 năm về trước rồi. Thì nó được cái sự mà gần gũi đó, cái tâm linh của người đeo với lại cái thiên nhiên, cái trọng. Thì nó rất là quý và nó chất, nó ấn tượng ở một cái chỗ đó là em thấy những cái đốt trầm không, nó bóng không, ánh lên là nó bóng không, tức là cái mồ hôi tay của mình á, cái dầu mồ hôi á nó ra, thì nó càng ra chừng nào á thì nó càng bóng chừng đấy. Thì khi mà mình thấy nó bóng như vậy mình chứng tỏ rằng đó là trầm thiên nhiên. Còn nếu mà trầm nhân tạo á, trầm bị cấy hoặc là trầm được ướp thuốc vào đó, khoan rồi đủ bỏ thuốc vào đó, nó thì nó sẽ không có cái độ bóng như vậy. Khi mình nhìn thấy cái loại trầm là mình biết. Có cần phải coi mắt không anh? Mỗi mắt là mỗi kiểu hả? Mỗi mắt khác nhau. Nếu mà cái trầm mà là về nó về trầm thiên nhiên á, không có mắt nào giống mắt nào hết á. Ha. Nó khác nhau hết. Dạ không giống, không bao giờ giống hết. Còn trầm mà nhân tạo á, trầm mà làm ra đó thì cái đạo giống chang nhau à. Từ cái sớ trầm với lại từ những cái màu sắc của những cái viên á thì nó giống nhau, nhưng mà cái mình thấy rõ ràng. Mình có nghe được mùi trầm không? Phải ngửi biết chứ. Em hít thiệt chậm ha. Em đưa từ từ vào và em hít thiệt chậm. Thì em sẽ nghe được cái mùi của nó. Đừng để quá gần. Đó, hít thiệt chậm. Để lòng bàn tay này cầm hít nhẹ. Nhìn con thô thiển quá hả sư phụ? Vậy sư phụ thiển quá đúng không? Nghe nhớ sư phụ đi. Nó mất. Sao cái này khác cái mùi của thầy cho con lần trước? Cái loại của ông mà cái loại mà nó khác loại chó khác chứ. Giờ này mới về thú thiệt rồi. Giờ lấy quạt đốt lên nó biết liền. Thơm hả chứ bộ? Mùi này nó thơm nhỉ. Với lại khi mà bạn giao đeo rồi thì nó mỗi người nó đeo nó sẽ ra một cái mùi khác nhau, không giống nhau. Sao vậy bộ? Do mồ hôi tay của mình á, cái mồ hôi. Mùi cơ thể. Có người đeo cầm vô rồi đó nghe nó lỡ. Đúng rồi. Phù cái gì. Sao kỳ vậy thưa bộ? Có cơ địa. Khánh nó chưa đưa con nên con đã được đeo mua. Sử dụng mười mấy năm rồi. Đưa cho nó mười mấy năm rồi. Đó thì thưa quý vị rất là vui ha, khi mà tới đây rồi được ăn nè, đồ chay, rồi được uống trà, rồi được thử thức trầm hương nữa, hết sảy luôn ha. Thôi cũng chúc cho thầy sức khỏe ha, và lúc nào cũng là minh mẫn, rồi sức khỏe, rồi giúp cho đời. Bởi vì con nghe nói là thầy cũng rất là nhiều cái việc bận rộn vì việc thiện nguyện đó. Thì trong tương lai thì chắc chắn sẽ có những cái điều mà tuyệt vời thầy sẽ giúp cho chúng sanh đó. Thì cũng chúc thầy sức khỏe ha. Với lại... còn mong rằng anh em của chúng ta mỗi người tâm minh trí sáng, sức khỏe thật tốt, để mình có được những cái đó thì năng lượng của mình nó nhiều, mình sẽ đi phục vụ nhiều hơn. Chỉ cần mong mỗi người chúng ta luôn luôn tiếp nhận cái nguồn năng lượng tích cực, nguồn năng lượng thật nhiều để rồi chúng ta mới phụng sự được. Rồi cảm ơn thầy ha. Xin chào quý vị.